Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì vừa rồi trong cái chương trình là các bác hỏi văn trả lời ấy, có một cái comment của một bác khách cực kỳ là hay ở cái comment của bên Mít ta, ở cái video của Mít ta ấy, thì bác ấy có bảo em rằng là gỗ Mít ta để làm đồ thờ nó còn tốt hơn cả thằng gỗ gụ, tại vì nó ít nứt. Thì cái quan điểm và cái luận điểm này của bác ấy có đúng hay không thì các bác hãy cùng xem hết cái video này để cho mình được những cái lựa chọn, hay là cho mình thêm những kiến thức hay để có thể nói chuyện với mọi người, hoặc là tư vấn cho những người không biết một cách dễ dàng nhất và dễ hiểu nhất các bác nhá. Đấy, thì đầu tiên mình phải biết được tính chất của hai cái thằng gỗ này như thế nào và có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của hai thằng gỗ này nó ra sao. Đấy, thì đầu tiên để nói đến Mít ta, đấy, thì là một dòng gỗ cực kỳ là tốt để làm đồ thờ và nội thất phòng thờ. Thì em đã quay video rất nhiều rồi và rất nhiều những cái quan điểm của những cái nhà xưởng chuyên làm đồ thờ và nội thất phòng thờ bên em thì cũng có một cái quan điểm chung là gỗ Mít ta nó cực kỳ là tốt các bạn, nhưng mà nó lại có một số những cái nhược điểm mà nó làm hạn chế được cái sự phổ biến của cái thằng gỗ Mít ta này khi làm đồ thờ và nội thất phòng thờ. Đầu tiên, cái nhược điểm đầu tiên này là thằng này nó kích thước khá là nhỏ các bạn. Hiện tại bây giờ kích thước của những cái cây giống Mít ta để làm đồ thờ và nội thất phòng thờ ấy, nó khá là nhỏ. Tại vì ngày xưa nó khai thác cực kỳ là nhiều nên là những cái cây tốt ấy, những cây to ấy, hầu như là không còn nữa, và để giờ tích đủ ra những cây mít to đẹp để làm đồ thờ ấy, thì cực kỳ là khó. Vừa rồi em có xẻ ra một cái cây gỗ là ván 70 các bạn, ván 70, và có một cái tiêu chí và một cái mong muốn đặt hàng của bác khách ấy, là làm hàng ván ghép 2 thôi, không phải là ghép 3 hay là ghép 4 như những cái sản phẩm khác ấy. Nhưng mà khi xẻ gỗ ra thì các bác thấy hình ảnh bên trên này là mắt mấu bị nứt ấy, thì nó cực kỳ là nhiều, để mà loại bỏ và lọc bỏ đi được hết ấy, thì nó khá là tốn gỗ và vẫn phải ghép 3 ghép 4 để ra một cái sản phẩm đẹp. Đấy, chắc chắn cho các bác được chứ không thể nào là ghép 2. Đấy, nên là cái nhược điểm đầu tiên mà để nói cái thằng Mít ta là gỗ nó khá là bé, và cái thứ hai ấy, các bác nhìn thấy ấy, là nó bị nứt và mắt nó cực kỳ nhiều. Nứt ở đây thì nó là do cái phần ruột nó bị nứt các bạn, chứ không phải là do cái tính chất gỗ bị nứt nhá. Đấy, nhưng mà có một cái điểm ở đây là mắt mấu của nó cực là nhiều, mắt đen như này. Đấy, thì em chia sẻ rồi, thằng gỗ Mít ta là một trong những cái thằng gỗ nó lắm mắt, do là cái cây ăn quả nhiều cành mà khi gãy đi thì nó để tạo ra những cái hốc, những cái mắt đen như vậy, hoặc là những cái cây ăn quả mà ở gần nhà thường thường các cụ là hay đóng đinh hay là hay chặt, thì những cái vết thâm vết bâm đấy nó ngấm vào cây dần thì nó tạo ra những cái vết thâm đen, và nó gây lên cái mất thẩm mỹ khi mà mình sơn đồ về những cái dòng gỗ mít các bạn. Thế là cái ưu điểm của thằng gỗ mít nó là như vậy. Đấy, đầu tiên là thân gây bé này, là mắt mấu này, và cái thứ hai nữa là thằng này nó ít vân các bạn, nó ít vân. Nhưng mà bù lại cái ưu điểm của nó thì nó lại có thêm nhiều cái ưu điểm. Đầu tiên là chịu nhiệt cực kỳ là tốt, em dám khẳng định luôn là gỗ Mít ta chịu nhiệt cực kỳ là tốt. Đấy, có những cái sản phẩm mà 20-30 năm, đặc biệt là cái bác ở Gia Lâm, trưởng họ Nguyễn ở Gia Lâm ấy, thì bác ấy có cái tủ thợ được làm bằng gỗ Mít ta. Khi em tháo ra để em thay bàn thờ mới thì gỗ nó khá là mỏng, nó chỉ có 8 ly thôi các bạn, 8 ly thôi, nhưng mà nó cực kỳ là bền, nó cực kỳ là bền, chịu nhiệt cực kỳ là tốt, không thấy cái hiện tượng bị nứt gì. Nhưng mà do mỏng quá mà các bác cái lư hương đỉnh đồng ở bên trên nên nó bị lún, nên bác mới thay. Đấy, và cái ưu điểm tiếp theo ấy, của thằng Mít ta là thằng này chịu lực các bạn, chịu lực cực kỳ là tốt. Nếu với dạng cây tròn, nếu mà để làm một cái nhà gỗ bằng gỗ Mít ta ấy, vanh cột to so với thằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi ấy, thì các bác tin được không là giá thành của thằng gỗ Mít ta nó còn cao hơn cái thằng gỗ gõ đỏ Nam Phi các bạn. Giá thành gỗ Mít ta để làm nhà gỗ ba gian toàn bộ ấy, cao hơn rất nhiều so với thằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi các bác nhá. Nên các bác chú ý cái vấn đề này chứ không phải là gỗ Mít ta là chất lượng kém đâu các bạn. Nhưng mà quay sang với cái thằng gỗ gụ, thì gỗ gụ nó cũng có những cái ưu điểm và nổi trội riêng. Đấy, đầu tiên là gỗ lành sạch này, ít rác, ít bắn mấu này. Đấy, và có một cái lớp mùi hương cực kỳ là thích, và nó bền gỗ. Nhưng mà khi mà nói về cái vấn đề nứt răm, thì cái thằng gỗ gụ nó một cái nhược điểm là nó lại hay bị nứt răm, đặc biệt vào trong những mùa hanh khô. Hay là có nhiều video em quay cho các bác xem ấy, là gỗ gụ mà đi mua gỗ ấy, thì các bác thấy là người ta sẽ thường chát keo này, cốn này để giữ cái mặt, giữ hai mặt của cái cục gỗ đấy lại để nó tránh bị nứt kể cả số thằng gỗ gụ Quảng Bình các bác nhá. Đấy, còn nhiều nhà còn đóng sắt vào bên trong để giữ gỗ để cho nó bền. Đấy, nên mà để nói về cái độ bền, về cái vấn đề về nứt ấy, thì gỗ Mít ta nó sẽ tốt hơn so với thằng gỗ gụ các bạn. Đấy, nhưng mà để tổng thể lại toàn bộ lại những cái chi tiết và những cái ưu nhược điểm để làm đồ thờ và nội thất phòng thờ ấy, thì gỗ gụ lại được sử dụng phổ biến và được nhiều hơn thằng gỗ Mít ta các bác nhá. Nên là các bác đi mua đồ thờ hay nội thất phòng thờ ấy, thì các bác lựa chọn cho mình nó phù hợp và nó thích hợp nhất để có một cái không gian thờ được đẹp và ưng ý nhất các bạn. Thì bác nào đang quan tâm đến đồ thờ và nội thất phòng thờ ấy, mà chưa biết những cái dòng gỗ nào tốt, gỗ nào hay màu sắc như nào nó phù hợp, thước đo lỗ ban kích thước như nào cho nó phù hợp, hay là đặc biệt là các bác nào đang nhà mới này, hay là có bàn thờ cũ muốn thay này. Đấy, thì các bác có thể liên hệ đến em luôn qua số điện thoại là 0865 869 126 để em có thể tư vấn và thiết kế cho các bác một cái không gian phòng thờ đẹp nhất, ưng ý nhất và đặc biệt là phù hợp nhất các bạn, tránh thiết kế sai và phù hợp không đúng các bác nhá. Thì xin chào và cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong cái chương trình vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đồ gỗ Gia Vũ. Các bác hỏi, Văn trả lời các bạn. Xin chào các bác.